Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. An tâm đức. Thọ tưởng hành thức đang như thế nào? Không khổ không lạc. Chắc không? Dạ. Coi lại đi. Thọ gì? Không gì gì. Coi lại lần nữa đi. Dễ chịu. Nói là đúng hết rồi. Rồi, tại sao hồi nãy không dễ chịu rồi bây giờ dễ chịu? Hồi nãy thì... Trung thực đi. Trung thực thì có nghe tiếng điện thoại. Tại sao nữa? Thì thật sự... mình lúc này mình đang đợi chị Phượng nói thì có nghe tiếng điện thoại làm cho nó làm mình hơi khó chịu. Rồi sao nữa? Rồi sao nó chuyển sang dễ chịu? Tại thấy chị Phượng cười một cái thôi. Thật ra nó dễ chịu hả? Đúng rồi đó. Thì rất là tốt. Và khi anh xem lại lần đầu thì bảo không khổ không lạc. Nghĩa là xem chưa kỹ đúng không? Thế lần thứ hai nó xem lại thì bảo là khổ thọ. Nhưng mà khổ thọ nó là cái thọ lúc nãy chứ không phải thọ ngay lúc nói. Và khi xem lại lần thứ ba thì nó mới ra được cái lạc thọ. Thì nói ba lần thế nào cũng trúng. Nhưng mà sự thật là lần đầu là sai. Dạ, đúng rồi. Rồi lần thứ hai là đúng. Nhưng mà đúng so với cái giây phút quá khứ trôi qua trước đó. Rồi lần thứ ba mới là đúng ở trong cái thực tại. Đúng không? Là chúng ta hiểu không? Cái đó thì nó cũng hơi vi tế. Nó hơi vi tế. Vừa hỏi liền cái là trả lời không khổ không lạc. Tại vì lúc đó mình chưa có... Chưa xem. Chưa có thấy rõ. Chưa thấy rõ. Rồi hỏi lại lần thứ hai để nó xem kỹ lại. Mà xem kỹ lại là khi đó là trả lời trong cái giây phút vừa trôi qua. Vừa trôi qua. Thì lúc mà chị Phượng hỏi đó thì nhớ lại cái tiếng điện thoại. Rất là tốt. Đây đó cũng là cái điều mà em cũng muốn cho mọi người nhận được ở trong cái thực tại. Là tiếng chuông điện thoại vừa rồi cũng là một cái cơ hội để chúng ta thực hành nhận diện ngũ uẩn ha, không có gì làm cho mình khó chịu hết á. Có những cái nó có thể xảy ra trong buổi học của chúng ta thì điều đó cũng là một cơ hội để nhận diện ngũ uẩn, rất là tốt. Vân chưa có nhờ cô tạo cơ hội đó mà cô tạo rồi, rất là tốt. Nhưng mà riêng mình thì mình xin lỗi quý vị là tại vì sơ ý không có tắt trước khi vô. Dạ được, mà không sao hết á. Đến lúc cái điện thoại reo cũng chưa biết là điện thoại của mình. Dạ. Nhưng mà được, không sao hết đó thưa cô. Tại vì ở đây con cũng muốn có những cái bất ngờ như vậy cho chúng ta tu tập. Chứ mà chính những cái đó đó, mình có chợp được cái tâm mình không? Đúng không? Thì khi hồi nãy con nghe điện thoại reo là không biết có nhiều cái tâm khó chịu khởi lên. Thì khi đó mình có chợp được cái tâm mình hay không? Hay là chúng ta đang trông cho cái điện thoại nó reo, rồi trông cho cái người kia bắt máy, rồi trông cho cái người kia họ tắt được cái máy đó. Thật sự nó không khó chịu mấy, nhưng mà nếu mà chị Phượng nói gì thì đúng rồi, nó có hơi ấy thôi. Chứ mà thật sự nó không phải, nó làm mình khó chịu mấy. Đúng rồi, nó chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Nhưng mà cái khó chịu một chút đó chúng ta có nhìn thấy không? Chúng ta rồi. Hiểu hay không? Nhưng mà chị Phượng hỏi lần thứ hai mình mới nhìn lại mới biết. Không? Dạ. Thì đó nó chỉ có khó chịu một chút thôi, nhưng mà cái một chút đó chúng ta có thấy hay không? Mà những cái một chút đó nó sẽ làm cái ly nước, tràn đầy một cái ly nước.
là chúng ta hiểu ha. Những cái đó là cái sự hoạt động vận hành của ngũ uẩn, cũng là cơ hội để thực hành, cơ hội để thực hành và rất là tốt. Và những cái đó nó cũng cho mình thấy là cái tâm của mình nó có nhiều cái sự an tịnh hay là nó vẫn còn nhiều cái sự vọng động, rồi nó có những cái bức xúc khó chịu trong đó hay là không, là cơ hội để thực hành đó. Sự tu tập này của con là chính là ở chỗ là con rất mong chúng ta nhìn thấy cái thực trong đời sống, chứ không phải là ngồi trong những cái buổi học im ru như vậy. Con rất mong điều đó. À, chúng ta hiểu ha. Rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài kinh Digavu ở Tương Ưng Bộ Quyển 5 trang 504. Bài kinh này là kinh về một cái người cư sĩ. Vị cư sĩ này tên là Digavu. Vị này bị bệnh và bị bệnh rất là nặng. Và cái vị cư sĩ này với thưa với lại cha cha của vị cư sĩ này là ông Jyotika, hãy đi thưa cha, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh con cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: cư sĩ Digavu bạch Thế Tôn, bị bệnh đau đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi cha hãy thưa như sau: lành thai, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Digavu vì lòng từ mẫn, được này con. Gia chủ Jyotika nghe lời cư sĩ Digavu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngài và người cha này đã thưa lại toàn bộ cái lời nói của cái người con. Tất nhiên là muốn xin Thế Tôn hãy vì lòng từ mẫn mà đến gặp cái người con của vị cư sĩ này. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ Digavu. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Digavu: này Digavu, ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu không tăng trưởng? Thì vị cư sĩ này trả lời rằng: bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng, chúng có dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu. Và Đức Phật mới dạy: do vậy này Digavu, ông hãy học tập như sau: ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp. Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Ta sẽ thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Bạch Thế Tôn, đối với bốn dự lưu phần này, do Thế Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp ấy đều có ở trong con thực hiện chúng một cách đầy đủ.
Thì như vậy là sau khi mà Đức Phật hỏi thăm cái vị cư sĩ này là có bớt bệnh hay không, vị này nói là không khỏe, thì Đức Phật mới dạy cái vị cư sĩ này là như vậy thì ông hãy an trú trong cái sự là thành tựu cái lòng tin không có động chuyển, không có thay đổi đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với các cái giới mà được các bậc thánh ái kính. Thì bốn cái này chính là bốn cái dự lưu phần mà chúng ta đã được học rồi. Và thành tựu bốn dự lưu phần, tất nhiên là vị này đã thành tựu được dự lưu quả. Thì sau khi Đức Phật kêu là cái vị cư sĩ này hãy học tập và an trú tâm trong bốn cái dự lưu phần này, thì vị này nói là con đã thực hiện chúng một cách đầy đủ. Khi mà ông nói ông thực hiện chúng một cách đầy đủ thì Đức Phật mới nói do vậy, này Digavu, sau khi ông đã an trú trong bốn dự lưu phần này, ông hãy tu tập thêm sáu minh phần pháp, là sáu pháp dự phần vào làm cho phá vỡ được vô minh, làm cho minh sanh khởi, được gọi là sáu minh phần pháp. Ở đây này Digavu, ông hãy trú quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Như vậy này Digavu, ông cần phải học tập. Thì Đức Phật khi nghe ông nói là ông đã an trú và đã thành tựu được bốn dự lưu phần, thì Đức Phật mới dạy ông rằng là tu tập thêm sáu pháp dự phần và việc là phá vỡ vô minh làm cho minh sanh khởi, được gọi là sáu minh phần pháp. Thứ nhất là quán vô thường trong tất cả hành. Thứ hai là quán khổ tưởng trong vô thường. Thứ ba là quán vô ngã tưởng trong khổ. Thứ tư là quán tưởng đoạn tận. Thứ năm là quán tưởng ly tham. Thứ sáu là quán tưởng đoạn diệt. Thì thứ nhất là quán vô thường trong tất cả hành. Tất nhiên là trong tất cả những cái pháp đang hiện hành, hiện hữu có mặt trong cuộc sống này, mình đều quán là vô thường. Và tất cả những pháp đang hiện hành, hiện hữu trong cuộc sống này chính là gì? Chính là ngũ uẩn. Thành ra là quán vô thường trong tất cả hành, tức là chúng ta quán vô thường trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành và trong thức. Đó được gọi là quán vô thường trong tất cả hành. Và không phải trong sắc thọ tưởng của tự thân, mà tất cả những sắc thọ tưởng chúng ta nhìn thấy ở phía bên ngoài thì chúng ta đều biết đó là vô thường. Là chúng ta nhớ ha, được gọi là quán vô thường trong tất cả hành. Thành ra cái chữ hành trong cái trường hợp này thì chúng ta hiểu là những cái pháp đang hiện hữu, đang hiện hành, đang có mặt trong cuộc sống, và đó chính là ngũ uẩn. Cái thứ hai nữa là quán khổ tưởng trong vô thường. Tất nhiên là khi chúng ta nhìn thấy ngũ uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là những pháp do duyên sanh, cho nên nó là vô thường, không có thường còn, mà nó chịu cái sự sanh diệt. Và khi nó chịu cái sự sanh diệt như vậy mà tâm chúng ta có cái sự dính mắc ở trong đó, thì khi những cái này nó vô thường, nó hoại diệt, thì nó tạo ra cái sự đau khổ cho chúng ta. Cho nên đó được gọi là quán khổ tưởng trong vô thường. Và chúng ta hiểu những điều này ha. Chị Hương hiểu không? Rồi quán vô ngã tưởng trong khổ, là đối với những cái pháp sắc thọ tưởng hành và thức này là duyên sanh, cho nên nó là vô thường. Mà vô thường như vậy mà dính mắc chấp trước ở trong đó, thì khi nó hoại diệt thì nó sẽ tạo ra cái sự đau khổ. Và vì nó đã là duyên sanh, rồi nó vô thường, rồi nó khổ ở trong đó nữa, cho nên những cái pháp này là nó là vô ngã, là nó không phải của mình, nó không phải của ai hết, và nó không có một cái tự thể cố định ở trong đó. Nên đó được gọi là quán vô ngã tưởng trong khổ. Là chúng ta hiểu ha. Và cái thứ tư là quán tưởng đoạn tận. Quán tưởng đoạn tận là gì? Là chúng ta nhìn thấy sắc thân này cũng như là sắc thân của những người xung quanh chúng ta, bạn bè thân hữu, sẽ là
những cái pháp sẽ bị đoạn tận, sẽ đi đến cái chỗ là bị diệt tận, cho nên được gọi là quán đoạn tận. Những cái này nó sẽ đoạn tận mà thôi. Rồi những cảm thọ cũng vậy, những tưởng cũng vậy, những suy nghĩ cũng vậy, và những sự hay biết cũng vậy. Thì đối với những cái pháp này, mình quán và mình thấy rằng là những pháp này rồi, nó đang hiện hữu đây, nhưng mà rồi nó sẽ đoạn tận. Quán tưởng ly tham, tất nhiên là đối với ngũ uẩn này, chúng ta quán và xả ly cái lòng tham ái của mình ra đối với lại sắc thân, đối với cảm giác, đối với tưởng, đối với hành và đối với thức. Tất nhiên là quán tưởng ly tham là tâm mình quán và thấy mình xả ly cái lòng tham ra đối với sắc thân, đối với thọ, tưởng, hình, thức đang có mặt trong tự thân mình, thì mình xả ly, mình xả, mình cách ly tâm mình ra khỏi, tách cái lòng tham của mình ra khỏi tất cả những cái pháp này. Đó được gọi là tưởng ly tham. Và tưởng đoạn diệt, quán tưởng đoạn diệt là mình quán những cái pháp này, nó sẽ đi đến cái chỗ là nó sẽ đoạn diệt. Chúng ta nhìn lại thân này và thấy thân này, nó rồi sẽ đoạn diệt. Cảm giác cũng vậy, nó cũng sẽ đoạn diệt. Những cái tưởng trong nội tâm, những suy nghĩ, những sự hay biết này, do duyên sanh, hết duyên rồi thì nó sẽ đoạn diệt. Thì như vậy, sáu cái sự quán này được gọi là sáu minh phần pháp. Là chúng ta nhớ thật kỹ ha. Sau khi một vị thành tựu được bốn dự lưu phần, tất nhiên là thành tựu được chánh kiến, thì vị này tiếp tục an trú trong sáu cái minh phần pháp này. Như vậy này Digavu, ông cần phải học tập. Thì vị cư sĩ Digavu này mới bạch với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được Thế Tôn thuyết giảng, chúng đều có ở trong con và con thực hiện chúng đầy đủ. Vị này đã có đầy đủ sáu minh phần pháp rồi, đã có cái sự tu tập rồi. Và chúng ta nhớ sáu minh phần pháp này gồm có gì chưa? Ba pháp đầu chúng ta thường hay nghe là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái này là chúng ta dễ nhớ rồi ha. Và ba pháp tiếp theo nữa là tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Mà ba cái tưởng này là chúng ta sẽ thực hành trong bốn cái hơi thở cuối của 16 hơi thở. Thì sáu pháp này, cái vị cư sĩ này đều có ở trong con và đều thực hiện, và con thực hiện chúng một cách đầy đủ. Nhưng mà vị cư sĩ này có khởi lên một cái suy nghĩ như sau: Nhưng Bạch Thế Tôn, con có ý nghĩ sao đây? Ta không có muốn gia chủ Jyotika ở đây khi ta chết phải rơi vào khốn khổ. Này Digavu, chớ có tác ý như vậy. Hãy nhìn, này Digavu, những gì Thế Tôn đang nói cho con hãy khéo tác ý. Tất nhiên là vị cư sĩ này có khởi lên một cái suy nghĩ là ông không muốn mà khi ông mất thì cha của ông buồn khổ, đau khổ. Và Đức Phật nói là chớ có tác ý như vậy. Chúng ta nhớ kỹ vấn đề này ha. Đức Phật nói là chớ có tác ý như vậy, tất nhiên là đừng có lo sợ là ông chết rồi cha của ông ở đây sầu khổ. Đừng có lo sợ như vậy. Và hãy nhìn, này Digavu, những gì Thế Tôn đang nói cho con hãy khéo tác ý. Tất nhiên là Đức Phật dạy ông là hãy tập trung, hãy khéo tác ý về những điều mà Đức Phật đang nói, chứ đừng có để cho cái tâm tham ái lo sợ cha mình đau khổ khi mình ra đi khởi lên. Và đây cũng là cái điều chúng ta học hỏi và có kinh nghiệm để sau này chúng ta gặp trường hợp những người thân của mình ở trong giờ phút thân hoại mạng chung sắp ra đi, mà tâm có những cái tham ái, những cái suy nghĩ, những cái lo lắng, thì chúng ta nhắc vị đó rằng là hãy buông xả những cái điều đó và khéo suy nghĩ về cái gì? Về cái vô thường của cuộc sống. Thấy rồi là ai sanh ra rồi cũng phải ra đi, không sớm thì muộn đều phải ra đi như nhau cả. Thì cái nhắc như vậy làm cho người kia xả ra được cái lòng
tham ái của mình, cũng như là chúng ta sẽ khéo tác ý hướng dẫn một người sắp ra đi an trú vào trong sáu cái tưởng này. Nếu vị đó đã thành tựu được những cái lòng tin, thành tựu được những cái chánh kiến đối với Phật Pháp, thì khi Đức Phật nhắc nhở vị này, vị cư sĩ này như vậy, tất nhiên là đừng có nghĩ những cái chuyện kia, mà hãy khéo an trú tâm trong những cái lời Đức Phật nói, hãy khéo tác ý. Khéo tác ý, và chúng ta có nhớ cái chữ khéo tác ý ở đây không? Khéo tác ý ở đây, đây là cái điểm rất quan trọng. Một vị trong khi thân hoại mạng chung mà khéo tác ý và khéo buông xả, thì vậy vị này nếu là vị chưa thể nhập được dự lưu, thì ngay khi giờ phút sắp ra đi đó mà vị này khéo tác ý, vị này có thể chứng được dự lưu. Và nếu vị này chưa có chứng được dự lưu nhưng mà chưa chứng nhất lai, thì trong giờ phút ra đi đó, nếu vị này khéo tác ý, vị này có thể chứng được nhất lai. Và một vị nhất lai lúc ra đi mà khéo tác ý có thể chứng được bất lai. À, chúng ta nhớ ha. Và một vị bất lai ngay khi thân hoại mạng chung như vậy mà khéo tác ý có thể chứng được A-la-hán quả. Thành ra cái chữ khéo tác ý là rất quan trọng. À, chúng ta nhớ. Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ đi ga vu với lời giáo giới, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Cư sĩ đi ga vu sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu liền mệnh chung. Là sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu thì vị này mất. Rồi nhiều tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên Đi Ga Vu, sau khi được nghe Thế Tôn giáo giới một cách tóm tắt, đã mệnh chung. Sanh thú cư sĩ ấy thế nào? Sanh xứ cư sĩ ấy chỗ nào? Hiện minh này các tỳ kheo là cư sĩ Đi Ga Vu. Cư sĩ Đi Ga Vu thực hiện các pháp và tùy pháp, không làm phiền nhiễu ta với những kiện tụng về pháp. Cư sĩ Đi Ga Vu sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập diệt tại đấy, không còn trở lui thế giới này nữa. Như vậy là cái vị cư sĩ này, sau khi Đức Phật ra đi không bao lâu thì vị này mất. Và Đức Phật tuyên bố rằng là vị này là vị đã đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tức là chứng gì? Bất lai. Tức là chứng bất lai. Và vị này sẽ sanh ở đâu? Tịnh cư thiên. Và sau khi hết thọ mạng ở đây thì vị này sẽ nhập diệt tại đấy. Cái chữ nhập diệt tại đấy tất nhiên là nhập diệt tại cõi Tịnh cư thiên, và không còn trở lui thế giới này nữa. Đó là chúng ta chấm dứt cái bài kinh về cư sĩ Đi Ga Vu. Thì như vậy bài kinh này là có cho chúng ta thấy rằng là một vị cư sĩ ở tại gia thì vị này hoàn toàn có khả năng chứng được quả bất lai. À, chúng ta nhớ ha. Và quả bất lai là đi từ trong cái quả dự lưu. Sau khi thành tựu được chánh kiến, tất nhiên là thành tựu được một lòng tin không động chuyển đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với các giới. Rồi sau đó vị này tiếp tục an trú tâm trong sự tu tập sáu minh phần pháp. Và nếu một vị đó khéo an trú và thể nhập hoàn toàn trong sáu minh phần pháp này, thì vị này sẽ đi đến chỗ là gì? Đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử và chứng được quả bất lai. Và thành tựu lòng tin bất động đối với Phật Pháp Tăng đây là gì? Con đã chia sẻ với chúng ta trước đây rồi. Tất nhiên lòng tin bất động là lòng tin không có động chuyển, không có thay đổi đối với Tam Bảo. Và lòng tin đó phải xuất phát từ cái gì? Từ chánh kiến thì chúng ta mới có thể có một lòng tin bất động được. Thành ra đó là cái sự tương ưng của những pháp mà chúng ta được hiểu rằng là đôi khi Đức Phật nói như thế nào là người chứng quả dự lưu, là một người thành tựu bốn dự lưu phần, là lòng tin bất động đối với Phật
pháp, tăng và giới. Một vị thành tựu bốn cái diện lưu phần đó được gọi là vị chứng diện lưu. Rồi đôi khi chúng ta là được nghe Đức Phật nói là vị thành tựu cái trí về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vị đó là vị chứng diện lưu. Hoặc là vị có cái sự hiểu biết thế nào là khổ, khổ tập, khổ diệt đạo, đó là vị chứng diện lưu. Thì những cái lời nói đó đều có cái sự tương ưng với nhau hết. À, vì sao? Là vì trong tất cả các pháp này, sự thành tựu ở cái trí về ngũ quẩn, hay là thành tựu lòng tin bất động đối với tam bảo, hay là thành tựu trí về tứ thánh đế, thì những cái điều đó đều phải đi từ chánh kiến về ngũ quẩn mà ra. À, chúng ta nhớ ha, khi đối với thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, là vị đó học hiểu và biết Đức Phật là một vị như thế nào. Không phải là một vị gọi là thần, là có khả năng là ban cho chúng ta giàu nghèo, may mắn hay là như thế nào đó. Thì không phải phải hiểu rõ Đức Phật là như thế nào. Thì điều này chúng ta đã được học rồi. Rồi phải hiểu như thế nào là pháp, là thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời. Chính là cái gì? Cái gọi là cái trí đối với cái hiện tại chính là cái tuệ trí về ngũ uẩn. Thành ra lòng tin bất động đối với pháp, tức là vị đó phải có cái nhìn, cái thấy, cái hiểu thực tại về ngũ uẩn thì mới có thể có thành tựu lòng tin bất động đối với pháp được. Và đối với tăng thì cái điều này chúng ta cũng đã được học ở trước đây rồi. Thì như vậy bài kinh này là cho chúng ta hiểu được thêm cái vấn đề một vị sau khi thành tựu diệu lưu thì sẽ cần tu tập thêm 6 cái minh phần pháp để có thể đi vào trong bất lai. Và chúng ta cũng được học hỏi thêm một lần nữa rằng cách khi mà đến thăm một cái vị đạo hữu hoặc là một cái người thân mà sắp thân hoại mạng chung, thì chúng ta sẽ khéo gọi là chia sẻ hoặc là dẫn dắt tâm họ như thế nào. Và một điều nữa chúng ta được học hỏi ở đây là cái sự khéo tác ý trong cái sự tu học của chúng ta trong mọi lúc, cũng như là lúc thân ngoại mạng chung, thì có những cái lợi ích to lớn như thế nào. Và bài học này cũng cho chúng ta thấy, chứng minh cho chúng ta rằng là nếu mà có những cái ý kiến cho rằng người cư sĩ tu tại gia là không có thể chứng được cái gì hết, thì qua cái bài kinh này chúng ta có một cái lòng tin và một sự hiểu biết rõ ràng là cư sĩ tu tại gia thì có thể hoàn toàn chứng được quả vị từ dự lưu cho đến nhất lai và bất lai. Và khi một vị cư sĩ mà thành tựu được A-la-hán thì vị này sẽ lập tức xuất gia, không ở tại gia nữa. Là vì sao? Là vì đời sống tại gia không còn phù hợp với tâm của một vị A-la-hán đã hoàn toàn xả ly được tham, sân, si và lậu hoặc. Và chúng ta nhớ ha. Thông qua cái bài kinh này thì chúng ta có cái gì thắc mắc không? Chị Thảo, nãy chị Thảo nói muốn hỏi gì? Chị cũng không thấy rõ sự khác nhau giữa tưởng đoạn tận và tưởng đoạn diệt. Thí dụ như khi quán về cái trong 16 hơi thở, khi quán về quán vô thường, quán ly tham, quán đoạn diệt và quán từ bỏ, đó là 4 cái pháp quán trong 16 hơi thở. Vô thường, ly tham, đoạn diệt và từ bỏ. Thì khi mà quán trong cái tưởng đoạn diệt đó, thì khi mà quán theo cái đó thì em quán luôn là thấy là cái sắc thân này nó từ từ nó tiêu hủy, nó từ từ nó tan rã ra. Khi thực hành quán cái tưởng đoạn diệt đó là em quán như vậy. Còn quán cái tưởng đoạn tận thì mình có thể mình nghĩ là những cái sắc thân này và những cái thọ tưởng hành thức này nó sẽ đi đến cái chỗ là nó sẽ chấm dứt. Nó sẽ chấm dứt. Nó có liên hệ một cái ý nghĩa là nó sẽ đoạn diệt, sẽ đoạn tận, tất nhiên là nó đoạn diệt, nhưng mà đoạn diệt đến cái chỗ là chấm dứt luôn. Còn khi trong cái tưởng đoạn diệt đó thì khi đó thì em quán là nó sẽ hủy hoại, nó sẽ rã ra, nó sẽ tiêu mất. Còn cái tưởng đoạn tận thì quán đến cái chỗ là nó sẽ tiêu mất và đi đến cái chỗ tận cùng luôn.
tiêu mất cho đến cái chỗ là tận diệt hết luôn. Thì cũng hơi hơi là khó phân biệt trong hai cái pháp này đó. Dạ thưa cô. Cô mình xin phép hỏi, tại vì nếu được học ba cái quán đó đó, nó nằm trong tưởng không? Từ cái trạng thái cho tới cái lúc mà mình quán tưởng, thật sự mình cũng vẫn là sống trong tưởng. Tại vì mình chưa đến thì cái trạng thái thật sự mình không cảm nhận được. Thì như vậy là mình sống hoàn toàn trong tưởng. Thì cái tưởng đó là thuộc về tưởng tương lai rồi. Nó không còn ở hiện tại nữa phải không? Cái đó nó thuộc về tưởng tượng. Dạ. Khi mà nói là chúng ta quán là vô thường, hay là quán khổ, hay là quán vô ngã đó, thì tất cả nó đều có tưởng trong hết. Hễ mà có quán là sẽ có tưởng. Thì bởi vậy, chính vì cái chỗ tưởng, thành ra mình mới nói rằng là mình không thể bắt được cái trạng thái thật sự, mình không cảm nhận nổi. Thành ra mình nó hơi mông lung quá. Nó không có phải là mông lung, tại vì khi mà mình quán cái vô thường này á, là trong cái tưởng tượng về vô thường này á, mình còn liên tưởng đến những cái cảnh vô thường mà mình đã chứng kiến. Và khi mình quán trong cái tưởng như vậy ra, khi mình nói cái này là vô thường, thì cái đó là gì? Khẩu hành. Đúng không? Khi cái khẩu hành nó ra là bên trong có gì? Ý hành. Ý tưởng biết rằng mình đang. Khi mà có ý hành thì nó có gì đi đôi nữa? Thường xuyên là nó sẽ có tưởng đi đôi, đúng hay không? Thì khi mà chúng ta quán như vậy ra đó, chúng ta nói cái này là vô thường hay là khổ hay là vô ngã, đó là ý hành đó đang đi đôi với lại gì? Tưởng. Và cái pháp hành quán của chúng ta mà nó thành công là khi nào nữa? Khi nào phải có cái trạng thái thật sự nó xuất hiện ở trong khi nó có cái thọ đi kèm đó. Trong một cái phép quán mà chúng ta nói là tôi thật sự là hôm nay tôi đi ra ngoài đường tôi gặp một cái tai nạn khủng khiếp đó. Nhìn cái tai nạn đó tôi thật sự là cảm thấy đúng là vô thường. Thì cái lời nói đó của chúng ta nó có đi kèm theo cái gì? Cái thọ. Cái thọ. Cái thọ là cái cảm giác, cái nội tâm của chúng ta đã thọ nhận được cái vấn đề vô thường rồi đó. Thành ra khi mà chúng ta nói là quán tưởng như vậy, nhưng mà trong cái pháp quán đó, một người thực hành pháp quán đó là phải khéo liên tưởng trong cuộc sống. Và hàng ngày nhìn trong cuộc sống mình cũng phải tập nhìn thấy được những cái sự vô thường trong cuộc sống nữa. Rồi khi đó mà chúng ta nói về vô thường một cái thì thọ trong người chúng ta nó dâng lên. Nó không phải chỉ thuần một cái tưởng không. Nếu thường một cái tưởng không, mình thấy nó làm như nó trơ trơ, nó làm như nó không có cái chỗ gì, nó mông lung quá. Nhưng mà mình phải kèm được một cái cảm giác, cảm nhận được cái điều đó. Chúng ta đọc kỹ câu này nè. Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được Thế Tôn thuyết giảng này, chúng đều có ở trong con. Có ở trong con, và con thực hiện chúng đầy đủ. Con trú, có trú đàng hoàng, quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường. Tất nhiên là sao những cái pháp này, vị này đã thực hiện đều có ở trong vị này một cách đầy đủ. Là tất nhiên là sao cái pháp này, vị này đã thực hiện, đã có thâm nhập, vị này đã có sống được ở trong pháp này. Và khi chúng ta nói chúng ta thâm nhập, chúng ta sống, chúng ta thể nhập vào trong pháp đó là chúng ta phải có những cảm giác về pháp đó, thì chúng ta gọi là mình có sống trong pháp đó, có thực chứng pháp đó, có thể nhập pháp đó. Là chúng ta hiểu không? Thì như vậy để nhận ra được điều này là cũng phải qua cái pháp hành gì của chúng ta, phải qua pháp thực hành cảm giác toàn thân. Chúng ta hãy thử nha, trong chúng ta hãy thử thực hành và chúng ta nhìn thấy tất cả những vị hữu tình, các vị bạn đạo của chúng ta đang ngồi đây đều được gọi là ngũ uẩn và đều phải bị sự chi phối của vô thường. Thì khi nói về khái niệm vô thường, chúng ta nhìn lại coi thọ trong mình có khởi lên một cái cảm giác, một cái cảm xúc về cái sự vô thường này không? Có hay không? Đó. Đó là có thọ đó. Và cái thọ này chúng ta nhận diện qua việc thực hành cảm giác toàn thân đó. Chúng ta hiểu hay không? Cũng giống như vậy, chúng ta hãy
hãy nhìn lại là tất cả những vị đạo hữu đang ngồi đây đều phải chịu đựng những cái nỗi khổ trong vô thường, trong sanh tử, những nỗi khổ về bệnh tật, những nỗi khổ về kiếm miếng ăn, những nỗi khổ về mưu toan tham sân si trong đời sống. Chúng ta có cảm nhận được cái cảm giác khổ đó khởi lên không? Có hay không? Đó được gọi là khi chúng ta cảm nhận được như vậy thì cái pháp quán của chúng ta được gọi là đã khéo rồi đó, đã có sự thành tựu rồi đó. Và trong cuộc sống trước đây của chúng ta đã có những lần nhìn cuộc sống như thế đó. Thì bây giờ nhìn lại chúng ta mới có thể khởi lên được cái cảm giác đó. Nhưng bình thường trong cuộc sống mà chúng ta không nhìn, không khéo, không quán chiếu thì bây giờ nói những điều đó chúng ta trơ ra à. Chúng ta hiểu rồi ha. Quán vô ngã cũng như vậy. Quán vô ngã cũng như vậy. Khi ngồi đây mà chúng ta, con sợ cái điểm này thì nhiều khi chúng ta trước đây chưa có khéo thực hành. Thành ra cái bây giờ khi nói là vô ngã tưởng ở trong những cái thân ngũ uẩn phiền não và đau khổ như thế này thì nhiều khi chúng ta sao chưa có cảm nhận được cái sự vô ngã trong những cái thân thể như thế này. Thì thật sự khi nào mà chúng ta thực hành khéo nhận diện cái thân tứ đại này gồm có đất, nước, gió, lửa hình thành, rồi bên trong là thọ, tưởng, hành, thức, hoạt động, và tất cả những cái pháp này là do kết quả của một cái trạng thái tâm lậu hoặc tâm vô minh tạo thành những cái thân ngũ uẩn như vậy. Những cái tự xưng là tôi, là ta chỉ là những cái ý hành, những cái ngã mạn, những cái thân kiến, những cái gọi là ảo tưởng trong tâm mà thôi. Khi chúng ta thường xuyên quan sát, nhìn nhận được cái nội tâm như vậy thì bây giờ chúng ta mới có thể chiêm nghiệm được cái câu là quán vô ngã tưởng trong khổ. Vậy là chúng ta hiểu rồi ha. Và quán tưởng đoạn tận cũng như vậy. Chúng ta khéo quan sát là tất cả những cái gì đang có mặt ở xung quanh chúng ta đây, tất cả đều sẽ đi đến cái chỗ là gì? Chấm dứt. Sẽ đi đến cái chỗ là không còn tồn tại nữa trong một thời điểm nào đó ở tương lai. Điều đó rõ ràng mà, đúng hay không? Nói chi nhiều, chừng 50 năm sau thôi, không cần tới 100 năm, tất cả chúng ta ở đây không ai còn hết. Ai có thể còn sau 50 năm nữa không? Thật là khó, đúng hay không? Vì đó là tưởng đoạn tận. Rồi quán tưởng ly tham là gì? Là tất cả những cái đang có mặt ở đây đều là vô thường, hãy mà tham ái chỗ nào là sao đưa đến sanh tử dính mắc ở chỗ đó. Vậy mình cần phải xả ly cái lòng tham ái của mình ra. Đó là tưởng ly tham. Thì khi đó, khi quán cái tưởng ly tham, thọ trong mình lúc này sẽ có cái gì? Một cái trạng thái tâm rút ra khỏi những cái pháp đang có mặt. Khi chúng ta quán những cái pháp này, chúng ta phải nhớ là đều có một cái thọ đi kèm. Thì pháp quán đó được gọi là chúng ta đã khéo thực tập, khéo thể nhập và khéo an trú. Nếu nhìn vào trong một cái pháp quán mà chúng ta không nhận ra được trong đó cái thọ nó như thế nào là chúng ta chưa khéo gọi là thực hành, chưa khéo thể nhập, chưa khéo thấy được cái pháp quán. Khi mà chúng ta nói về cái tưởng ly tham là chúng ta sẽ thấy trong ta có một cái cảm giác nó rút ra khỏi ngũ uẩn này. Đó là tưởng ly tham. Và khi nói về cái tưởng đoạn diệt thì trong chúng ta sẽ có một cái cảm giác rằng là tất cả những cái gì đang có mặt hiện hữu ở đây là sắc thọ tưởng này, nó đều sẽ đi đến cái chỗ là hoại diệt. Tất nhiên là nó sẽ biến hoại từ từ và rồi nó sẽ tiêu diệt. Chúng ta hiểu ha? Thì mỗi một điều chúng ta nói như vậy, chúng ta đều phải quay lại trong tâm mình có những cảm giác, có những cảm xúc về pháp đó hay không. Nếu mà chúng ta không có thì chúng ta biết là mình chưa có tu tập khéo, chưa có thuần thục ở trong pháp đó. Chúng ta hiểu ha? Con giải thích vậy cô rõ chưa? Dạ, thưa, tại vì sở dĩ chuyện hỏi đó là biết coi cái như cô nói đó, là khi mà mình quán mình thành công là phải có cái thọ đi theo. Mà khi mà những chuyện đọc cái bài quán vô thường của cô đó, cái đoạn thứ 17 đó, nó xuất hiện những cái cảm thọ không tưởng tượng được, thành ra nhiều chuyện hơi lấy làm lạ, nghĩa là tại sao cái này nó chưa có tới mà mình cảm nhận một cái gì ở trong tâm mình ghê gớm, thành ra mình mới biết cái này cái tưởng
mà mình có dính mắc với danh từ hay không, hay là cái thọ thật sự là mình mới hỏi. Có thọ, nó có thọ thì pháp quán của mình mới ăn tiền. Pháp quán của mình mới gọi là có FV đối với tâm, có hiệu lực đối với tâm, có đi sâu vào trong nội tâm. Thành ra là đó là cô nói trong cái bài là trí đưa đến giải thoát đó, phải không? Tuyệt giờ thử tuyệt rồi. Mà cái thọ nó có thể nào đi với cái tưởng? Thọ với tưởng đi chung, hoặc là tưởng với hành đi chung, hoặc là thọ tưởng hành đi chung, tùy theo pháp nha. Nếu mà pháp quán của mình chỉ có tưởng với hành á, thì những người đó hay nói như thế nào? Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não? Là sao? Là cái quán vô thường đó đó chỉ nằm trong cái suy nghĩ, ôi cái này cũng vô thường mà có gì đâu. Không, thì cái vô thường đó là thấy ở cái vô thường, ở cái tưởng với cái hành thôi. Không có xuất hiện cái thọ. Rồi sao? Cho nên là sao? Phiền não hoài. Trong cái quán nếu mà chúng ta nhìn cuộc sống là vô thường, khổ, vô ngã, mà nhiều khi chúng ta cứ nói rơm rã cái cửa miệng đó, rồi tâm chúng ta thật sự là không có thể nhập được cái vô thường, cái khổ đó, đó. Rồi khi đụng chuyện mình thấy mình vẫn cứ hơn thua, lòng tham của mình không có nhả ra được. Cái quán vô thường này là chi? Cái người mà thâm nhập vô thường là sống rất là phóng thoáng, rất là thoải mái, không có yêu thích nắm giữ lại cho mình. Tại vì biết là vô thường rồi còn nắm giữ nữa là cái gì? Nắm giữ một cái sự tối thiểu nào đó thôi, còn ngoài ra là chỉ muốn đem cho. Nếu mà thâm nhập về cái sự vô thường là tâm lượng của cái vị này rất gọi là rộng lượng, rất là thoải mái. Thành ra khi mà thực hành trong cái vô thường đó, thấy như vậy đó, cũng một cái câu vô thường của vị này, một câu vô thường của vị kia, nhưng khác nhau rất là nhiều. Khác nhau ở cái chỗ thể nhập thọ tưởng hành của vị này là như thế nào đó, chứ không phải là giống nhau đâu. Chúng ta hiểu ha. Mà quán vô thường mà chỉ nằm ở trong cái tưởng cái hành thôi là tham sân si còn đầy đủ. Khi nào vô thường mà nó vô tới cái thọ rồi là bắt đầu cởi mở, bắt đầu buông xả được. Chúng ta hiểu ha. Dạ. Cô mở giải thích lại chỗ bốn đôi tám chúng. Dạ. Bốn đôi. Bốn đôi là đôi gì? Đôi dự lưu, đôi nhất lai, đôi bất lai và đôi A-la-hán là bốn đôi. Hai vị Quỳnh hiểu ha. Khi nói bốn đôi là đôi dự lưu, đôi nhất lai, đôi bất lai và đôi A-la-hán là bốn đôi. Tám chúng là gồm có chúng hướng đến dự lưu, chúng thành tựu dự lưu, chúng hướng đến nhất lai, chúng thành tựu nhất lai, chúng hướng đến bất lai, chúng thành tựu bất lai, chúng hướng đến A-la-hán quả và chúng thành tựu A-la-hán quả. Đó là những cái hội chúng, những cái vị hướng đến những cái điều đó, được gọi là tám chúng. Là vì mình hiểu ha? Vì mình rõ ha? Rồi, chúng ta còn có gì thắc mắc nữa không? Dạ. Dạ thưa ngay chỗ mà cái câu chốt, ngay chỗ thành tựu các giới với cô. Dạ. Mình phải làm thì phải thực tập thiền định luôn đó phải không? Chứ đâu có phải mà... Nếu mà người cư sĩ tu tập thể nhập được thiền định là tốt. Dạ. Còn nếu người cư sĩ chưa có thể nhập được thiền định thì không sao. Con đường chúng ta tu tập ở đây là chúng ta tu tập theo con đường nào? Theo con đường nào? Bát chánh đạo. Chúng ta tu tập theo con đường bát chánh đạo và chúng ta lấy bát chánh đạo làm thước đo, làm kim chỉ nam trong sự tu tập của mình. Và một vị khi vào được cửa chánh kiến thì được gọi là vị dự lưu rồi. Vị đó mới có chánh kiến à. Vị đó cũng chưa có chánh niệm, chưa có chánh, gọi là chưa có chánh định. Cho nên là vị dự lưu chưa có định mà, đúng hay không? Rồi từ cái chỗ chánh kiến là cái chỗ thấy được ngũ uẩn đó. Từ từ tùy theo những cái căn cơ và những cái hàng tồn kho và những cái duyên xung quanh về sức khỏe của vị này như thế nào, tốt hay là không tốt, thì vị này kết hợp với lại cái trí về ngũ uẩn là thấy được tự thân của mình.
thì bắt đầu vị này mới rà soát lại, kiểm tra lại lời nói, hành động, việc làm, điều chỉnh lại lời nói, hành động, việc làm của mình từ từ sau đó. Tất nhiên là để một người đi vào trong cái sự là điều chỉnh thân khẩu ý của mình vào trong con đường thiện, thì đầu tiên người đó phải có chánh kiến. Người có chánh kiến chưa hẳn là vị đó sẽ có liền những cái chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Nhưng mà từ cái chánh kiến đó, vị này sẽ tập những cái chánh kia. Chứ không phải nói là vừa thành tựu chánh kiến là tôi có ngay chánh niệm, chánh định. Nó không phải như vậy. Thành ra đối với vị cư sĩ là khi thành tựu những cái pháp của một vị cư sĩ là không có nói đến thiền định. Mà cái quan trọng chính là chánh kiến của một người cư sĩ. Mà người cư sĩ có chánh kiến đã được gọi là vị dự luôn. Rồi sau đó mình áp dụng cái trí ở chánh kiến, tất nhiên là cái trí vị ngũ uẩn thấy được tự thân của mình rồi đó. Bắt đầu mình chỉnh sửa ở cái suy nghĩ, chỉnh sửa ở cách nói chuyện, chỉnh sửa ở hành động. Đó là chỉnh sửa chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, điều chỉnh từ từ mới ra cái chánh. Chứ ban đầu là tư duy, ngữ và nghiệp chưa có chánh nha. Nhưng từ cái chánh kiến nó mới điều chỉnh ra những cái này có chánh hết. Thành ra là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Rồi điều chỉnh đời sống của mình là chánh mạng. Điều chỉnh cái sự siêng năng của mình phải siêng năng như thế nào, siêng năng đúng cách, đúng pháp, đó thành ra là chánh tinh tấn. Rồi điều chỉnh cái sự quán niệm, cái sự xem xét nội tâm của mình, tu tập mình như thế nào, nó mới ra cái chánh niệm. Rồi mới thực hành những cái chánh đó từ từ, khi nó ổn định, nó thành tựu, nó sẽ đưa đến 7 cái chánh kia mới đưa đến cái chánh định. Chứ không phải nhào vô ngồi thiền định. Nhào vô thiền định mà không có sự hỗ trợ của 7 cái chánh kia thì định đó không được gọi là chánh định. Định đó không được gọi là thánh chánh định. Một thiền định mà được sự hỗ trợ, sự chuẩn bị bởi 7 cái chánh đầu thì định đó mới được gọi là thánh chánh định. Tất nhiên là thiền định mà các bậc thánh tu tập. À, chúng ta hiểu ha. Chúng ta phải ráng nắm hiểu phần này cho thật là kỹ ha. Mà chẳng hạn như là chúng ta có hiểu rõ những cái lời câu nói không? Tất nhiên là đi vào trong sự tu tập này, đầu tiên là chúng ta sẽ có thực hành cái sự là thấy được ngũ uẩn. Từ cái ngũ uẩn đó chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh được suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Đó là chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Và con nhìn thấy điều đó rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng, nó thực chứng ở trên tự thân của con. Nó thực chứng như thế nào? Là cái thời gian trước khi mà nhìn thấy ngũ uẩn, dù là tu học theo Phật Pháp rất là lâu, nhưng mà con vẫn không có điều chỉnh được lời nói, suy nghĩ và hành động của mình. Và cho đến khi mà con tu tập nhìn nhận được ngũ uẩn rồi. Và phải, tất nhiên là sau khi nhìn nhận được ngũ uẩn là sau khi có chánh kiến. Mà không phải là sau khi có chánh kiến con có thể điều chỉnh con người con ngay được liền. Không làm được. Phải cả một thời gian dài có chánh kiến là tất nhiên nhìn thấy được ngũ uẩn. Rồi thấy được những cái sai trái trong con người của mình. Thời gian đầu thấy được chút ở chỗ này, sau đó thấy chút ở chỗ kia, sau đó thấy chút ở chỗ nọ. Rồi thấy được nhiều lần rồi bắt đầu mới đi đến là à, điều này không nên làm, điều này không nên suy nghĩ, điều này không nên nói. Thì khi mà khởi lên nhìn thấy và khởi lên những suy nghĩ đó, bắt đầu con mới điều chỉnh con được. Còn thời gian trước đó con vẫn không điều chỉnh được. Thì điều đó có nghĩa là gì? Từ cái chánh kiến, an trú ở trong cái chánh kiến một thời gian, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu điều chỉnh được lời nói, suy nghĩ và hành động của mình, chứ không phải là dễ dàng. Và để mà đi vào trong cái thiền định, một người cư sĩ đúng pháp mà thể nhập được chánh kiến, mà đi vào trong cái thiền định, đi qua được chánh tinh tấn, chánh niệm, đi vào trong thiền định hoàn toàn, mà vào trong cái định sơ thiền thôi, chúng ta phải làm gì? Chúng ta thường thấy là con hướng dẫn chúng ta nhiều về cái chỗ là cảm giác toàn thân. Xong rồi sau đó là mình quan sát thấy thân mình, gọi là thân tâm mình đang an tịnh, không có bị dục ái, tham sân si hành hạ và khởi sanh hỷ lạc. Và con bảo với chúng ta rằng là đó là hỷ lạc của sơ thiền, là hỷ lạc của ly dục. Cái suy nghĩ quan sát rằng mình đang không có dục ái, tham sân si đó đó, đó là tâm và tứ, đó là sơ thiền. Nhưng mà không phải là chúng ta chứng được sơ thiền. Tại vì sao? Khi mà chúng ta đi vào con đường này, thứ nhất là chúng ta phải có chánh kiến.
Sau đó chúng ta thực hành đúng những cái pháp, từ từ, chánh kiến từ từ, xong rồi bắt đầu chúng ta mới điều chỉnh được suy nghĩ, lời nói, hành động, là thành tựu từ từ chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thành tựu từ từ chánh tinh tấn và chánh niệm. Khi ở trong cái sự thực hành chánh tinh tấn và chánh niệm, chúng ta phải đối diện với lại cái gì? Chúng ta phải đối diện với lại năm cái triền cái, là gọi là gì? Năm triền cái là gì? Tham dục, sân hận, hôn trầm thị miên, trảo hối và hoài nghi. Phải đối diện với năm cái pháp đó trong cái đời sống của chúng ta và trong cái thiền tập của chúng ta. Thành ra cái thực hành hỷ lạc tri dục của chúng ta ở đây là con hướng dẫn cho chúng ta thực tập để biết được cái pháp hành đó, và trong đời sống khi nào tập được thì chúng ta cố gắng thực tập để thể nhập và có cái sự gọi là khoan khoái yêu thích trong cái trạng thái tâm không có dính mắc. Nhưng cái đó là chúng ta mới tập thôi, chưa có thành tựu. Và đối với một vị đi vào trong cái sự thành tựu sơ thiền là vị này phải tẩy được tâm hoàn toàn khỏi năm pháp sơ thiền nha. Năm pháp chúng ta phải diệt tận được, đó là gì? Là năm pháp hồi nãy: tham nè, sân nè, hôn trầm nè, phải hết sạch hôn trầm, trạo hối nè, hết sạch cái sự dao động hối hận của nội tâm, và hết sạch cái gì hoài nghi. Nghi là không biết cái này là pháp, này là gì, cái pháp này là sao, mà tất cả các pháp đối với chúng ta đều rõ ràng. Chúng ta diệt tận được năm cái đó mới vào sơ thiền. Mà vào trong cái sơ thiền đó là bị đó là gì? Chứng được bất lai. Và nếu khéo tác ý về ngũ uẩn thì sơ thiền thôi, chỉ cần sơ thiền thôi. Sơ thiền chưa phải là cái trạng thái tâm định thuần nhất mà, đúng hay không? Nhưng chỉ cần cái sơ thiền đó mà vị này khéo tác ý về ngũ uẩn thì chứng luôn A-la-hán, không cần phải qua thiền định thứ hai. Chúng ta hiểu không? Chúng ta thật hiểu, thật là có một cái nhìn nhận hiểu thật sâu sắc về vấn đề thiền định trong đạo Phật. Giới định tuệ chúng ta đã học rồi đúng hay không? Và khi nói về giới định tuệ trong đạo Phật thì định trong đạo Phật chính là tứ thiền. Chúng ta nhớ không? Định trong đạo Phật chính là tứ thiền. Thì khi mà đi vào được tứ thiền mà theo đúng tinh thần của cái con đường chánh đạo thì bị thành tựu sơ thiền là đã tẩy được năm triền cái, thành tựu được trí về ngũ uẩn và khéo quán xả về ngũ uẩn đó thì hoàn toàn có thể chứng A-la-hán. À, chúng ta rõ chưa? Chúng ta còn cái gì đó nghi ngờ nữa không? Lại, chúng ta ở đây là phần nhiều là cư sĩ thì chúng ta hãy nắm thật vững. Một người cư sĩ là một người tu tập thân tâm mình, nhưng mà trong cái đời sống người tại gia. Thì cái sự tu của một người cư sĩ như thế nào mà được gọi là cái sự tu tập đó là một cái sự tu tập theo đúng chánh đạo, theo đúng chánh pháp. Thì cái sự tu tập của chúng ta đầu tiên hết chúng ta phải biết con đường mà chúng ta đi là gì, chính là con đường bát chánh đạo. Chúng ta hiểu ha? Và đi vào cánh cửa thứ nhất của bát chánh đạo là chánh kiến, là sự thấy biết đầy đủ về ngũ uẩn. Vị qua được cánh cửa này được gọi là vị dự lưu, và một vị cư sĩ hoàn toàn có thể vào được cánh cửa này. À, chúng ta hiểu ha? Chỉ cần chúng ta có sự siêng năng tinh cần tu học trong pháp này là chúng ta có thể vào được cánh cửa này. Và vào được cánh cửa này rồi thì bắt đầu với cái chánh kiến đó chúng ta sẽ điều chỉnh lời nói, hành động, việc làm, mạng sống, sự tinh tấn và sự chánh niệm của mình. Và trong cái sự điều chỉnh đó từ từ chúng ta đi đến cái quả là gì? Nhất lai. Nhất lai. Mà khi chúng ta đi đến cái chỗ xả dục được hoàn toàn của một đời sống cư sĩ, xả dục hoàn toàn đời sống cư sĩ tất nhiên là vẫn sống tại gia, nhưng mà chúng ta xả ly những cái dục của một người tại gia nhưng không xuất gia. Cái dục về chồng vợ, những cái dục về tham đắm, tham muốn, những cái này nọ kia của chúng ta xả ly ra được. Thì xả ly cái lòng dục đó đi vào trong hỷ lạc của sơ thiền là đã chứng bất lai rồi. À, chúng ta rõ con đường của mình rồi ha. Còn có gì nghi ngờ không? Sao chúng ta hay hoan hỷ không? Thấy rõ con đường đi của mình không? Còn có buồn, còn có tủi thân gì nữa không? Như thế nào gọi là khéo tác ý? Rất là hay. Vị cư sĩ này nói là ta không muốn
gia chủ Jyotika là cha của vị cư sĩ này ở đây, khi ta chết phải rơi vào khốn khổ. Thì Đức Phật mới dạy là này Digavu, chớ có tác ý như vậy. Hãy nhìn này Digavu, những gì Thế Tôn đang nói cho con hãy khéo tác ý. Khéo tác ý ở đây có nghĩa là trong cái trường hợp này là Đức Phật kêu cái vị cư sĩ này khéo tập trung vào trong sáu cái minh phần này và khéo tác ý ở trong đó. Ví dụ như khi Đức Phật kêu tác ý vào trong cái tưởng vô thường, thì cái khéo tác ý của vị cư sĩ này ở đây là tác ý như thế nào mà vị này chứng được bất lai? Là tất nhiên vị này hướng tâm vào trong nội, gọi là nội tâm của mình, và nhìn thấy được cái thân tứ đại này là vô thường. Thấy cảm giác đang có mặt hiện hữu trong thân tâm này là vô thường. Thấy tưởng những cái đang hiện, ẩn ẩn hiện hiện trong nội tâm, những hình bóng đó là vô thường. Thấy cái dòng suy nghĩ khởi lên cái sự lo lắng đối với cha cũng là vô thường. Và thấy những cái sự đang rõ biết, những cái ngoại cảnh rõ biết sáu trần như thế nào, những cái này là vô thường. Vị này khéo tác ý và khéo đưa đến cái chỗ là sao? Từ bỏ, xả ly, không để cho tâm tham đắm vào trong những pháp đó. Và nếu mà giây phút này vị này khéo tác ý, xả ly và bỏ được ra khỏi hoàn toàn cái trạng thái tâm chấp thủ, nhưng mà nó còn tàn duyên một chút, cho nên vị này chứng bất lai. À, chúng ta hiểu ha, như vậy là khéo tác ý đó, cô hiểu ha? Nó đồng nghĩa với gì? Như lý tác ý. Như lý tác ý, nhưng mà phải biết tác ý cái gì. Không phải là chúng ta tác ý về cái thân này vô thường không. Chúng ta tác ý về những cái ngũ uẩn bên ngoài là vô thường không, mà còn phải nhìn thấy cảm thọ bên trong là vô thường. Mà hãy tham ái dính mắc với nó là phiền não và khổ đau, là sanh tử triền miên không thoát ra được. Phải khéo tác ý như vậy đó. Phải nhìn, phải khéo, nói mình khéo tác ý là luân hồi sanh tử của mình tới đây là đủ rồi. Phiền não tới đây là đủ rồi. Dừng lại đi, đừng có tham muốn cái gì nữa hết á. Còn luyến tiếc cái gì, còn lo sợ hả? Mình chết rồi, cha mình đau khổ hả? Tại sao còn sợ như vậy? Đó là tham ái. Tham ái này sẽ dẫn đến cái sự ám ảnh trong nội tâm và sẽ dẫn mình đi luân hồi nữa. Thì bây giờ đã được hiểu Phật Pháp thì hãy xả cái lòng tham ái này ra đi. Mình là vô thường, cha cũng là vô thường, tất cả là duyên sanh ở đây tạm bợ, gọi nhau là cha con thôi, nhưng mà rồi đường ai nấy đi. Đúng hay không? Đó là khéo tác ý đó. À, cô hiểu ha? Thật là khéo tác ý trong giờ phút thân hoại mạng chung. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng trong trường hợp này đưa cho chúng ta một cái nhìn rất là rõ ràng là sao? Khi sắp ra đi, chúng ta có nhiều những cái tư tưởng tham ái dính mắc đối với những người thân còn ở lại của mình. Thì cái khéo tác ý ở đây là chúng ta phải nhìn thấy được những cái sự hiện hữu này cũng chỉ là do duyên sanh, do duyên, do nợ với nhau, hoặc là do những cái ân tình với nhau mà sanh ra ở đây làm cha con để mà sao? Trả nợ cho nhau hoặc là để báo oán cho nhau. Mà hết nhân hết duyên rồi thì đường ai nấy đi, đường sanh tử phía trước còn trùng trùng điệp điệp, miên man không biết điểm nào. Thì thôi, đây cũng chỉ là một cái trạm dừng mà thôi. Hãy nhìn như vậy cho rõ và đừng có mê đắm nó nữa. Mình đã từng có bao nhiêu những người cha, người mẹ, người anh, người chị trong cái dòng luân hồi sanh tử này rồi. Mà giờ này mình còn tham ái cái gì nữa? Những người thân yêu trước đó bây giờ ở đâu? Mà bây giờ chúng ta là luyến tiếc nữa. Rồi sau này sẽ còn nữa trong tương lai. À, chúng ta hiểu ha? Như vậy là khéo tác ý đó. Mà nếu mà chúng ta chịu khó nghe cái bài Tỉnh Mau, hoặc là con mới chỉnh lại cái tựa là Trí đưa đến giải thoát, hoặc là giải thoát trí, thì với cái bài này chúng ta phải nói là tha hồ tác ý. Thực sự thì cái bài mà Trí về giải thoát đó, con đã làm bằng cả cái tâm tư
từ mẫn và trí tuệ của mình đặt vào trong cái bài quán đó. Bài quán đó là phần đầu sẽ giúp cho chúng ta tỉnh ra cái cơn mê trước cái giấc mộng vô thường này, là phần đầu. Và phần thứ hai là bắt đầu khai mở trí tuệ cho chúng ta từ từ làm cho chúng ta tỉnh lại từ từ và đi ra khỏi cái cơn hôn mê. Và phần cuối là trình bày vào trong đó những cái phương pháp thực hành đã được Đức Phật hướng dẫn để cho chúng ta tu tập. Thành ra là tới với cái bài mà trí đưa đến giải thoát, mà chúng ta khéo tác ý và khéo chiêm nghiệm và khéo thể nhập trong đó, chúng ta sẽ thấy được con đường đi của mình. Nếu mà chúng ta khéo nhìn, khéo chiêm nghiệm ở trong bài đó, dù bất cứ một câu, một chữ nào ở trong đó, chúng ta đọc kỹ vào sẽ đều thấy rất là có ý nghĩa. Rất là có ý nghĩa. Câu đầu thôi, chỉ cần mấy câu đầu thôi cũng đã làm cho chúng ta dừng lại được cái trạng thái tâm buông lung phóng dật của mình rồi. Chúng ta nhớ không? Câu đầu đó có ai đọc qua chưa, nhớ không? Có gì vui, có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà náo động tâm. Ngoài kia cuộc sống thân trầm, trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơn. Câu này nó không có ý nghĩa là kia chúng ta không được cười. Cái có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà náo động tâm. Ngoài kia cuộc sống thân trầm, trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơn. Câu này không có nghĩa là kia chúng ta không cười nha, vẫn cười. Nhưng mà cái vui, cái cười mà kêu là có gì vui mà cười, đây là cái cười trong hôn mê, cái cười trong buông lung, cái cười trong phóng dật. Chúng ta vẫn có thể mỉm một cái nụ cười nhẹ nhàng, vẫn có thể mỉm một nụ cười, nhưng đó là một nụ cười tỉnh thức, một nụ cười của trí tuệ, một nụ cười của từ bi. Còn cái cười ở đây mà kêu là có gì vui mà cười mà nói, đây là cái cười, cái câu này làm cho nó tỉnh lại cái tâm, gọi là gì, tâm cười vui ở trong cái hôn mê. Nếu mà chúng ta chịu khó mà đọc kỹ cái bài đó, thâm thúy vô cùng, thâm thúy vô cùng. Câu tiếp theo nữa chúng ta có nhớ gì không? Cuộc đời thật khéo vẽ vời, vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi. Đúng hay không? Quán vô thường đó, quán vô ngã ở trong khổ đó. Cuộc đời thật khéo vẽ vời, vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi. Đó là cuộc đời gì? Cuộc đời vẽ cho chúng ta những bức tranh hư ảo ở trong đó, rễ rồi chúng ta miên man chạy theo ở trong đó, mà cuối cùng nó chỉ là cái gì? Cái mộng, cái giả, cái tạm thôi. Cho nên được gọi là vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi. Cuộc đời thật khéo đổi trao, trao tâm luyến ái, nhận vào sầu đau. Cuộc đời thật khéo rộn ràng, để người quên cảnh vô thường nhân gian. Cuộc đời thật khéo điểm trang, để che đậy cái khổ đang ràng ràng. Thật sự là mỗi một câu đó là nó đều đi vào, nó gọi là nó chiết xuất ra từ một cái tâm thể nhập cái trí vô thường, khổ và vô ngã mà chúng ta vừa mới được học. Nó không phải là một cái lời nói suông. Thật sự đó không phải là một cái lời nói suông, đó không phải là một cái lời thơ bóng bẩy gì đâu, mà thật sự nó đi vào trong một cái nội tâm mà lâu ngày thâm nhập được cái trí về vô thường, khổ và vô ngã. Thành ra nếu mà chúng ta đọc kỹ ở trong đó, chúng ta sẽ dễ dàng biết rằng mình tác ý như thế nào, sẽ dễ dàng khéo thể nhập trong cái trí về vô thường, khổ và vô ngã. Thì tất cả những cái gì đó cần phải làm, phải tặng cho chúng ta thì là con đã tặng cho chúng ta trong cái bài này rồi. À, con mong là có dịp thì chúng ta chịu khó chiêm nghiệm ha. Được không? Nhưng mà học tù thì chắc học không nổi đâu, dài lắm.
Nếu mà nghe mà thuộc tới đâu được thì tốt, được thì tốt. Chẳng hạn như cái chữ sanh tử, mình thấy mình còn muốn sanh nữa. Trong đó có một cái đoạn là tái sanh tiếp tục nữa sao? Để rồi tái diễn cảnh đau khổ à? Để rồi lại chết nữa à? Khổ đau thế đã chưa là đủ sao? Thành ra khi mà chúng ta đọc ở trong đó đó, thấm thía dữ lắm. Thấm thía từ trong cái nội tâm mà nhìn thấy được cái ngũ uẩn, từ trong cái nội tâm mà nhìn thấy được, chiêm nghiệm được cái phiền não, cái vô thường và cái khổ đau. Và ngay cả cái cảnh giàu nghèo cũng đều có ở trong cái bài quán này. Nếu mà chúng ta ôm cái bài này và quan sát theo những cái trí vô thường, khổ, vô ngã trong đây, và dùng những cái trí tuệ trong đây tu tập, chúng ta đầy đủ pháp để mà tu. Tất cả những pháp tu, những pháp hành cần phải làm như thế nào trong này đã đầy đủ hết. Chỉ cần chúng ta có cái trí về ngũ uẩn nữa, thì với cái bài này chúng ta hoàn toàn có thể tu tập, đi đến trên con đường của sự giải thoát. Và tất cả những cái tâm tình của con, cũng như những cái lòng từ mẫn của con đều để trong đây. Và thật sự thì cái duyên làm bài này đó, là con đã làm bài này cách đây rất là nhiều năm rồi. Nó là 7-8 năm rồi chứ không phải là mới. Nhưng mà thời gian đầu con làm á, là chỉ có cái phần đầu thôi, cái phần quán vô thường thôi. Không có cái phần về tứ thánh đế, tứ thiền bát chánh đạo ở trong đó. Cái khởi xuất của cái bài này đó là cách đây 7-8 năm á, thì nhiều khi nói chuyện với mẹ con đó, thấy mẹ vẫn còn nhiều những cái chấp trước, những cái sân si. Rồi phải dùng cái tâm của mình, để cái tâm của mình vào trong đó, mà giải thích, mà khuyên mẹ làm sao để cho mẹ buông xả ra được cái sân si của mẹ. Thì phải dùng cái trí cho mẹ thấy về cái vô thường, cái khổ, và nói thật là lâu để cho mẹ xả ra. Thì mỗi một lần như vậy con nói rất là lâu thì mới giải tỏa được cái tâm sân của mẹ. Thì sau đó con mới suy nghĩ là con phải làm một cái bài quán để cho mẹ con đọc. Và từ cái đọc đó mà mỗi lần mẹ sân si, mẹ nhớ, mẹ đọc thì mẹ sẽ ra được. Cho nên lúc đó là con khởi nghĩ và con làm ra cái bài quán này. Thì cái phần đầu làm á, là thời gian đầu là làm cái quán vô thường thôi. Nhưng mà cái lúc sau này con suy nghĩ á, nếu làm quán vô thường không á, đọc cái bài này cảm thấy buồn mà không có lối thoát. Cho nên là cuối cùng là con đã đưa vô đầy đủ pháp tu, pháp học của mình, đưa vào trong đó để nó trở thành một cái bài là vừa chỉ cho mình thấy được vô thường, khổ, vô ngã, vừa có cả cái con đường cho mình tu học nữa, chứ không phải là ở trong cái chìm trong cái trí phiền não về vô thường. Thành ra cái bài này đưa đến cái chỗ là rất đầy đủ cho chúng ta. Mà để khi mà chúng ta có được một cái bài nó hoàn, gọi là nó thành tựu như vậy, nên nó thiệt là đã qua một thời gian rất là dài và phải chỉnh sửa rất là nhiều thì nó mới có một cái gọi là suôn sẻ như vậy. Mong chúng ta đón nhận và tìm được cho mình những cái gì cần phải tìm thấy ở trong bài này ha. Và bây giờ con mời chúng ta cùng nghỉ giải lao ha. Bài giải thoát trí của cư sĩ Chơn Tính Toàn. Có gì vui mà cười mà nói, có gì vui mà náo động tâm. Ngoài kia cuộc sống thân trầm, trong này lắm kẻ lặng thầm tàn hơi. Cuộc đời thật khéo vẽ vời, vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi. Cuộc đời thật khéo đổi trao, trao tâm luyến ái, nhận vào sầu đau. Cuộc đời thật khéo rộn ràng, để người quên cảnh vô thường nhân gian. Cuộc đời thật khéo điểm trang, để che đậy cái khổ đang ràng ràng. Miên man trong cảnh luân hồi,
lang thang chìm nổi, biết rồi về đâu. Về đâu mà nói mà cười, về đâu mà đấu với người hơn thua. Mùa thu lá rụng khỏi cành, kẻ thành ngạ quỷ, kẻ thành súc sanh. Kẻ làm người bạc phước phần, kẻ thì vinh hiển bội phần hơn ai. Kẻ sanh thiên giới tốt thai, người thì địa ngục đắng cay trả đền. Lênh đênh giữa biển luân hồi, người đời chìm nổi, dạt vào, trôi ra, lây hoay trong cõi người ta. Lúc thì tay trắng, lúc thì nhà cao. Cuộc đời sao khéo bày trò, người đời ở đó lò dò lây hoay. Cuộc đời trăm đắng ngàn cay, người đời mê mãi trả vay nợ đời. Rối bời trả trả vay vay, mãi mê vay trả đắng cay chắc chồng. Sống như kẻ bị nợ đòi, gạo tiền ân oán kéo lôi hàng ngày. Tâm thì đầy nỗi bất an, thân thì già bệnh chết đang rập rình. Chết như kẻ chẳng thân tình, một mình một bóng lộ trình mông lung. Chết như kẻ bị mồ côi, ra đi trơ trọi đơn côi một mình. Nghiệp đeo như bóng với hình, chờ duyên hội đủ để hành tội nhau. Nay thương mai ghét đổi mau, ghét thương thương ghét khổ nhau cả đời. Trầm luân cũng bởi ghét thương, ghét thì ác nghiệp, thương thì đạo điên. Lòng người dao động triền miên, suốt ngày thương ghét làm phiền lẫn nhau. Lao đao trong chỗ ghét thương, thêm phần lo sợ vô thường nắng mưa. Cảnh đời sáng nắng chiều mưa, người đời sáng đó chiều đưa ra mồ. Thói đời sáng khóc chiều cười, tối nằm thoi thóp kiếp người tàn phai. Chuyện đời như kẻ nói dai, dòng đời cứ vậy mà sao chép hoài. Trò đời cứ vậy trình bày, có dài dòng mấy cũng là vậy thôi. Sanh ra đã khổ lắm rồi, lại còn bao nỗi trành trồi hơn thua. Giàu nghèo được mất chen đua, thua người chẳng chịu, người thua mới vừa. Say xưa giữa cảnh vô thường, lãng quên sanh tử vẫn thường một bên. Nghèo thì có khổ của nghèo, giàu thì có khổ của người giàu sang. Nghèo muốn có, giàu muốn thêm, giàu nghèo gì cũng chẳng ai vừa lòng. Giàu sanh tật, nghèo sanh phiền, giàu nghèo gì cũng luân hồi triền miên. Nghiệp duyên tạo cảnh giàu nghèo, giàu cười, nghèo khóc, khóc cười điều mê. Nghèo thèm muốn, giàu hả hê, giàu nghèo gì cũng ê chề tham sân. Mãi mê theo đuổi ngoại trần, vui trong tham ái, chạy theo bên ngoài. Vui trong hưởng thụ đam mê, vui trong thỏa mãn, hỷ hê dục trần. Vui trong thỏa thích buông lung, vui trong dục lạc, quên mình, quên tâm. Càng ngày càng mất tự do, càng làm nô lệ cho nhiều loại vui. Tưởng rằng ta hưởng thụ đời, ai ngờ dục lạc đang ràng buộc ta. Nằm ngồi đi đứng chẳng yên, nhớ ghiền thèm muốn làm điên đảo lòng. Càng hưởng dục, dục càng tăng, càng làm nô lệ cho bao dục trần. Càng hưởng dục, dục càng hăng, càng không thỏa mãn, càng thêm quay cuồng. Càng tìm đến dục nhiều hơn, càng không tự chủ,
càng nhiều buông lung. Càng ngày càng đánh mất mình, dục càng chồng chất, ái càng dâng cao. Đi trong giấc mộng vô thường, ái càng tăng trưởng, mộng càng mê man. Đến khi mộng vỡ tan rồi, lòng đầy luyến tiếc, buồn ơi là buồn. Lòng buồn tâm hướng tìm vui, tâm tìm nhớ đến cảnh vui ngày nào. Nhưng tâm bị nghiệp bao vây, nghiệp gì tâm tạo giờ đây dẫn đường. Sống trong đức hạnh trọn lành, chết là phúc báo đang dành đợi ai. Sống không đức hạnh buông lung, chết là bất hạnh trùng trùng thương đau. Đi trong giấc mộng luân hồi, tưởng rằng cuộc sống chết rồi là xong. Ai ngờ sanh tử không dừng, nghiệp và nhân quả không ngừng thay phiên. Nghiệp điên đảo, quả đảo điên, nghiệp an ổn, quả an nhiên yên lành. Nghiệp nào cảnh nấy tương ưng, giàu nghèo, đẹp xấu, tương ưng nghiệp làm. Thân hành, khẩu hành, tâm hành chính là ba nghiệp tạo thành đời sau. Luân hồi giấc mộng khổ đau, vì chưa tỉnh mộng nên đau khổ hoài. Mộng vô thường khổ lắm thay, mộng luân hồi tạo cảnh trôi nổi hoài. Sống cùng mộng mãi hay sao, mộng này vui ít mà đau khổ nhiều. Mộng này chìm đắm lê thê, đến khi nhìn kỹ chỉ vì tâm mê. Vì mê cái cảnh vô thường mà tâm rong ruổi trên đường tử sanh. Vì mê cái cảnh bên ngoài mà lòng tham ái chẳng ngày nào nguôi. Vì mê cái cảnh vui vui mà xuôi theo cảnh mà nuôi dục tình. Vì mê không thấy rõ mình, nhận mình là ngũ quẩn sinh diệt này. Lầm mê năm quẩn là ta, nên tâm mê chẳng biết ra đường nào. Đáng thương thay cái tâm mê, vì mê nên mới luân hồi vậy đây. Vậy mà giờ vẫn đang mê, vẫn đang chìm giữa ê chề đạo điên. Hỡi tâm mê tỉnh ra ngay, đừng say mộng ảo, đừng mê vô thường. Nơi đây tỉnh giác ngay đi, tỉnh ngay mở mắt thoát cơn mê này. Đây là mộng, mộng là đây. Mộng này là khổ, khổ này mênh mông. Khổ này không có điểm dừng, khổ này là khổ không ngừng tử sanh. Sống thì cực khổ tranh giành, chết thì tím ngắt lạnh tanh sanh dờn. Phình trương hôi thối khó nhìn, vậy mà khi sống xưng mình xưng ta. Cuối cùng một đống thây ma, thối hôi thối rữa chẳng ra thân người. Thức thì theo nghiệp đi rồi, vất vơ chìm nổi, hỡi ôi phương nào. Tái sanh tiếp tục nữa sao, để rồi tái diễn cảnh đau khổ à. Để rồi lại chết nữa à, khổ đau thế đã chưa là đủ sao. Bao thay chết nữa vừa nào, chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau. Hỡi ơi sanh tử khổ đau, cứ sao chép mãi chừng nào mới xong. Đây là khổ, khổ là đây, thánh nhân đã đánh chuông này rền vang. Tiếng chuông đánh thức nhân gian, mở to đôi mắt để nhìn thế gian. Nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh. Đây là khổ,
khổ là đây, tái sanh sự thật là đầy khổ đau. Thế gian mau hãy tỉnh ra, hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh. Tái sanh, tái khổ, tái sầu, tái già, tái bệnh, tái làm thay ma, tái làm ngạ quỷ súc sanh, tái làm người lúc sướng nghèo lanh quanh, chúng sanh sanh mãi chết hoài. Mỗi lần sanh chết, tâm đầy khổ đau, biết bao thân xác chôn vùi, biết bao đau khổ bốc mùi đến nay. Tỉnh ngay chớ để chết hoài, tỉnh ngay chớ để khổ hoài hay sao. Tỉnh mau giấc mộng sắp tàn, đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sao. Mộng nào cũng vậy mà thôi, mộng nào cũng phải đến hồi kết thôi. Bao nhiêu mộng vậy đủ rồi, bao nhiêu khổ vậy vừa rồi, dừng thôi. Dừng buồn vui, dứt ghét thương, dứt lìa những thứ vô thường kéo lôi. Lòng tham ái dẫn tái sanh, lòng tham muốn dẫn làm thành thay ma. Mạnh tay cắt ái đứt ngang, cắt buồn vui đứt, cắt thương ghét lìa. Ghét thương gì cũng vậy thôi, chết thì xác cũng xình hôi trương phình. Chết thì xác ở một mình, còn ai nữa để đem tình ghét thương. Người đi trước, kẻ đi sau, chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà. Trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Đây là khổ, khổ là đây. Thánh chuông vang động trời mây muôn lồi. Cái gì sanh sẽ diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan. Càng tham ái càng đeo mang, xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa. Đây là khổ, khổ là đây. Hỡi này nhân thế có nhìn thấy chăng? Thấy rồi hãy cố thoát ra, thoát mau, thoát lẹ, thoát xa chốn này. Thoát ra khỏi cái vô thường, thoát ra khỏi cái con đường khổ đau. Thoát ra mau, thoát ra mau, thoát thân năm quẩn, thoát đường trầm luân. Thoát địa ngục, thoát súc sanh, thoát làm ngạ quỷ, thoát làm thay ma. Thoát thân kém phước bạc phần, thoát cùi ghẻ lỡ, thoát nghèo xin ăn. Thoát già bệnh chết bất an, thoát dòng sanh tử đầy tràn hiểm nguy. Thoát đời trôi dạt mông lung, thoát dòng nước mắt tận cùng thương đau. Đây là khổ, khổ là đây. Như Lai Ngài đã ngộ ra điều này, và Ngài thoát khỏi tái sanh, như người thoát nạn, như tù thoát thân. Thoát ra rồi chỉ mọi người con đường thoát tử mà Ngài đã đi. Bốn thánh trí, bốn thánh chuông, bốn điều vi diệu, bốn viên thuốc thần, bốn sự thật về nhân gian, bốn cẩm nang để phá tan mê lầm. Trống bất tử vẫn ngân vang, bốn thánh trí vẫn còn đang hiện tiền. Hãy dừng vọng niệm lặng yên, lắng tâm nghe trí thánh hiền nói lên. Trí thứ nhất Ngài phơi bày, cái thân năm quẩn này là khổ đau. Sanh già bệnh chết nối nhau, làm cho đau khổ không bao giờ dừng. Trí thứ hai chỉ rõ ra, bởi tâm chẳng tỏ tường năm quẩn này, nên tham ái đã sanh sôi, nhận chìm vào cảnh nổi trôi luân hồi. Chính tham ái với vô minh, làm thân năm quẩn sản sinh không ngừng. Có sanh nên có khổ đau, khổ đau sanh tử nối nhau liên hồi.
trí thứ ba đã sáng soi. Khi nào năm uẩn được soi sáng rồi, thì tham ái sẽ tiêu vong, luân hồi chấm dứt, khổ đau không còn. Trí thứ tư đã mở toang, cửa vào bất tử, đường vào vô sanh. Chính con đường thánh tám ngành, gọi là chánh đạo, con đường thoát sanh. Bát chánh đạo, con đường thoát tử, phương pháp này dẫn nhập vô sanh. Thánh nhân chỉ dẫn rành rành, hành theo tám đúng, thì sanh tử dừng. Thấy biết đúng về thân năm uẩn, khéo suy tư từ bỏ tham sân. Nói lời chẳng phạm lỗi lầm, thân hành trong sạch, chẳng làm hại ai. Nuôi thân mạng bằng điều chân chánh, sống siêng năng trong hộ trì căn. Thực hành chánh niệm thân tâm, dùng kinh niệm xứ làm kim chỉ đường. Tâm tỉnh giác dần già sanh khởi, màn vô minh dần tháo gỡ ra. Hành theo tứ niệm xứ kinh, trí về năm uẩn phát sinh từ từ. Nương hơi thở thực hành tỉnh giác, năm ám si thanh lọc khỏi tâm. Bốn thiền từng tự thực hành, thân tâm ổn định dần theo bốn thiền. Thiền thứ nhất hướng tâm rõ biết, hiện tại thân tâm chẳng dục tham. Bình yên an tịnh trong người, không như lúc bị dục tham làm phiền. Thân bức xúc không yên ổn được, đứng đi ngồi nằm rất bất an. Giờ đây xả dục ly tham, nên thân tâm được bình an yên lành. Quán hạnh phúc khi mình ly dục, quán bình an lúc chẳng tham sân. Hân hoan sanh khởi trong lòng, tâm vui thân lạc vì rời dục tham. Cho lạc hỷ này lan tỏa khắp, toàn thân này lạc hỷ thấm nhuần. Như xà bông rửa chén dơ, hỷ lạc này rửa dục nhơ trong lòng. Thiền thứ hai dừng tâm quán xét, tâm lặng yên định tĩnh nhất tâm. Quán nhìn tâm tĩnh lặng này, khởi sanh hỷ lạc tràn đầy thân tâm. Đây là hỷ lạc vì tâm định, hỷ lạc vì nội tĩnh nhất tâm. Chúng sanh thích nghĩ lăng xăng, thiền này tẩy sạch tánh năng nghĩ này. Thiền thứ ba hỷ lìa tâm xả, nhưng lạc còn cảm thọ trong thân. Thân thì an lạc nhẹ nhàng, tâm thì an tịnh xa lìa hỷ vui. Thân an lạc, tâm lặng yên, như người giảm bệnh, thuốc liền giảm theo. Thiền thứ tư xả luôn lạc thọ, chỉ còn thân an tịnh hiển bày. Thân tâm thuần tịnh sáng trong, thân tâm tĩnh lặng nhất như trong ngoài. Rồi với tuệ từ tâm an tịnh, xoay lại nhìn lậu hoặc trong tâm, nhận ra các nhiễm ô ngầm vẫn còn nhè nhẹ âm thầm trong tâm. Tiếp tục quán sát năm thủ uẩn, quán với tâm chẳng ái chẳng tham. Độ ô nhiễm sẽ giảm dần, đến khi hết nhiễm tâm thành sạch trong. Dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm, tâm tẩy trừ ba sự nhiễm này. Khi ô nhiễm đã tẩy xong, thì tâm trong sạch như dòng nước trong. Tẩy dục hữu vô minh hết sạch, tâm không thầm chấp bất cứ gì. Khởi lên trí biết rõ ràng, tâm này trong sạch, chẳng còn nhiễm ô. Tâm chẳng động trong khi nói nín, tâm chẳng lai trong lúc đứng đi. Tâm không động nhiễm đêm ngày, nay là đời cuối, không còn tái sanh. Đấy được gọi là đường bát chánh, đưa người hành thoát khỏi tử sanh. Những ai chân chánh thực hành, phần quà dành sẵn chính là vô sanh.
Hỡi chúng sanh, tỉnh ra nhanh, con đường thoát khổ đây nè, tỉnh nhanh. Tỉnh nhanh kẻo trễ bây giờ, con đường bất tử sắp mờ nhạt đi. Bởi vì tâm địa si mê, mà ngày càng ít kẻ về nẻo chân. Bởi vì chẳng kính thánh nhân, lấp dần thánh đạo, đào đường khổ đau. Chẳng trao truyền, chẳng thực hành, con đường thánh đạo sẽ thành khói xương. Giờ đây thánh đạo mờ dần, sau này chẳng kẻ giữ phần vô sanh. Tỉnh ra nhanh, tỉnh ra nhanh, vẫn còn phương pháp đúng nè, tỉnh nhanh. Chính phương pháp tám đúng này, thánh nhân thoát khỏi chốn đầy khổ đau. Tỉnh mau hướng đến xa lìa, hướng xa thương ghét, hướng lìa buồn vui, hướng lìa được mất hơn thua, hướng xa vinh nhục, tranh đua giàu nghèo, không theo lời nói khen chê, không mê những thứ thuộc về đạo điên, dừng phóng dật, hộ trì căn, giữ thân giới hạnh, tinh cần chánh tư, từ bỏ ác, kiểm soát tâm, nhận ra thọ tưởng, diệt mầm tham sân, dừng vọng niệm, chánh quán thân, nhận ra năm uẩn, phá tâm mê lầm, dùng tỉnh giác, phá vô minh, không xem năm uẩn là mình, là ta, dùng từ tâm trị hận sân, quán thân bất tịnh để trừ dục tâm, quán vô thường để diệt tham, quán khổ não để diệt lòng vấn vương, quán vô ngã diệt mạng tâm, quán ánh sáng trị hôn trầm thủy miên, diệt tham ái, tránh tái sanh, tránh tai thần chết, tránh làm thay ma, tránh ra khỏi chốn vô thường, hướng tâm đến với con đường bình an, trú tâm định tĩnh vững vàng, trú tâm trong sáng, lặng yên nhẹ nhàng, trú tâm không nhiễm thế gian, trú tâm không động chuyển, không lụy phiền, trú tâm thoát khỏi đạo điên, thoát dòng sanh tử, thoát liền, thoát mau. Bhutam saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam